chào các bạn. Tôi là Mỹ Quỳnh, chuyên viên tư vấn của công ty Đông Y Thanh Tuấn. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về sản phẩm thanh can nhiệt và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm sao cho an toàn và hiệu quả nhất. Vâng, thanh can nhiệt Thanh Tuấn là sản phẩm duy nhất có tính năng 4 trong 1. Thứ nhất là thanh nhiệt, thứ hai là giải độc gan, thứ ba là mát gan và tăng cường chức năng gan. Sản phẩm thích hợp dùng cho những người bị các vấn đề về gan, suy giảm chức năng. Đặc biệt, sản phẩm giúp đào thải tốt các độc tố trong cơ thể, giúp làm đẹp da và chống lão hóa. Vâng, khi sử dụng sản phẩm thanh can nhiệt Thanh Tuấn thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì sản phẩm được bào chế từ 11 vị thảo dược tự nhiên. Trong đó có 3 vị đặc trưng là thứ nhất là kim ngân hoa, thứ hai là thương nhĩ tử và thứ ba là cam thảo. Sản phẩm được sản xuất dưới dạng cao lỏng đóng bịch bằng màng nhôm phức hợp, rất thuận tiện trong quá trình sử dụng. Một hộp như vậy sẽ bao gồm là 20 gói cao lỏng, điều trị trung bình là 10 ngày. Vì là sản phẩm giải độc gan nên chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc là không biết thanh can nhiệt có gây nổi mụn hay không. Vâng, xin thưa là các độc tố sẽ được đào thải qua đường đại tiện, không đào thải trên da, nên các bạn hãy yên tâm khi sử dụng. Và sản phẩm của chúng tôi vừa đạt được danh hiệu Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng trao tặng vào năm 2016. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng sản phẩm thanh can nhiệt. Đối với người lớn thì chúng ta dùng một ngày là 2 lần, mỗi lần là một gói cao lỏng. Các bạn có thể xé ra đổ vào ly uống hoặc có thể là dùng trực tiếp cũng được. Nếu như mà các bạn cảm thấy quá đậm đặc thì có thể pha thêm một ít nước cho dễ dùng. Để phát huy hết hiệu quả trong quá trình sử dụng thì chúng tôi khuyên bạn là nên hạn chế dùng những thức ăn gây nóng, đặc biệt là kiêng những chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng qua chương trình này các bạn sẽ hiểu thêm về sản phẩm cũng như sử dụng sản phẩm đúng cách để mang đến kết quả tốt nhất trong quá trình sử dụng. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.